Cái này cũng phân thế kiến ra các bạn. Cái động tác nhảy kiếm cũng vậy nè, chúng ta kết hợp đồng bộ, vừa rớt xuống là dừng cái kiếm, kiếm số 1, kiếm số 2, kiếm số 3, kiếm số 4, số 5. Số 6. Nè coi là chỗ này, cái thường mà bước chân ấy, nhiều chỗ bước giòn vẫn còn. Nếu mình đâm lần thứ nhất thì mình sẽ bước dài lên, nè bỏ xuống đâm lần thứ nhất và bước lên đinh tấn cho mấy bước giòn lên. Nè xác định cái tấn này. Rồi kiếm số 7. Hai gác đánh là đánh vào lường, đánh tấn tấp, đánh lường, đánh ngang, ngang vai. Rồi kiếm số 8. Cái này là phải luồn à, mài người. Nếu mình đánh đạt rồi là đánh thấp, mài cái thân người đi luôn. Rồi kiếm số 9 cũng mà lòn lại thủ tọa. Kiếm số 10. Và cùng không làm kiếm không? Đúng. Đấy. 15. Đó, cái chỗ này chúng ta coi là coi lại cái chỗ này nha. À, khi mà chuyển hướng về rồi cắt luôn đi. Chúng ta xác định cái nhát kiếm nha. Đạp